Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Nổ súng và bắt cóc con tin tại sân bay Đức Hamas phóng loạt rocket vào Israel sau tối hậu thư của Tel Aviv. Israel quyết truy sát thủ lĩnh Hamas ở giải Gaza. Phương Tây và Ukraine trao đổi về điều khoản đàm phán hòa bình với Nga. Nước Nga sắp bị chia cắt từ bên trong Mỹ bí mật chuyển thiết bị cực mạnh cho Ukraine để chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Và mở đầu sẽ là các cập nhật nóng bỏng liên quan đến tình hình chiến sự tại chảo lửa Trung Đông. Nổ súng và bắt cóc con tin tại sân bay Đức Thưa quý vị, một người đàn ông có vũ trang đã lao xe vào sân bay Hamburg của Đức và bắt một con tin là trẻ em. Truyền thông Đức dẫn thông tin từ cảnh sát nước này cho biết Khoảng 20 giờ ngày 4 tháng 11 theo giờ địa phương, một người đàn ông có vũ trang đã lái ô tô qua cổng an ninh ở sân bay Hamburg, miền Bắc Đức. Đối tượng được cho là bắt giữ một trẻ em, 4 tuổi, làm con tin. Phát ngôn viên cảnh sát Thomas Gerbert cho hay, nghi phạm là một người đàn ông nói tiếng nước ngoài. Sau khi ô tô dừng lại bên trong sân bay, người đàn ông này đã ném bom tự chế ra ngoài, song không gây thiệt hại. Theo báo Die Welt, người đàn ông đã nổ hai phát súng vào không trung một số nguồn tin nói rằng nghi phạm mang theo cả thuốc nổ. Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm là gì, song trước đó vợ của ông ta đã báo cảnh sát nghi ngờ chồng bắt cóc một trẻ em. Cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, phong tỏa sân bay và tiến hành chiến dịch ứng phó. Toàn bộ chuyến đi và đến sân bay Hamburg đều phải bị tạm hủy. Theo thông cáo của sân bay, tổng cộng 6 chuyến đi và 21 chuyến bay đến đều bị hủy do tình huống khẩn cấp toàn bộ chuyến bay đến đều được hướng dẫn chuyển hướng sang các sân bay khác. Hamas phóng loạt rocket vào Israel sau tối hậu thư của Tel Aviv Thưa quý vị, trang sáng 5 tháng 11, lực lượng Hamas ở Gaza được cho là đã phóng ít nhất 8 quả rocket về phía biên giới Israel. Lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF sau đó đã tuyên bố đánh chặn thành công 6 trong số 8 rocket phóng từ Gaza. Truyền hình Israel phát hình ảnh cho thấy hệ thống phòng không vòm sát của nước này đánh chặn các rocket. Cảnh sát Israel đưa ra thông báo cho biết đang tiến hành ra soát để xác định lại những thiệt hại mà mảnh vỡ rocket có thể gây ra ở khu vực Tel Aviv và miền trung Israel. Chúng tôi khuyến cáo người dân ở đây ở yên trong những nơi an toàn, tránh tiếp cận hiện trường, không chạm vào các mảnh vỡ rocket bởi chúng có thể chứa nguyên liệu độc hại. Thông cáo nêu rõ, Cảnh sát cũng đề nghị người dân lập tức trình báo khi phát hiện mạnh vỡ tên lửa hoặc về những vũ khí bị hư hại do rocket. Xung đột Israel-Hamas nổ ra vào hôm 7 tháng 10 sau khi Hamas bất ngờ bắn hàng ngàn quả rocket về phía Israel và bắt giữ hàng trăm con tin đưa về giải Gaza. Theo các nguồn thạo tin, Hamas dành nhiều năm chuẩn bị cho cuộc tấn công này và cũng sẵn sàng cho kịch bản chiến sự kéo dài. Cụ thể là Hamas đã dự trữ vũ khí tên lửa, lương thực và vật tư y tế. Lực lượng này tin rằng hàng ngàn tay súng của họ có thể sống sót qua nhiều tháng trong mạng lưới đường hầm được ví như thành phố dưới lòng đất ở Gaza. Hamas tin rằng sức ép quốc tế sẽ buộc Israel phải ngừng bao vây Gaza khi thương vong dân sự ngày càng tăng. Khi đó Israel có thể sẽ ngừng bắn và đồng ý đàm phán. Trong khi đó Hamas sẽ đưa ra nhường bộ như thả các con tin Israel để đổi lấy hàng ngàn tù nhân Palestine. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nước này tiếp tục tấn công tổng lực vào Gaza đến khi toàn bộ con tin được về nhà an toàn. Israel quyết truy sát thủ lĩnh Hamas ở giải Gaza Quý vị thân mến, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố quân đội nước này sẽ truy tìm và hạ Yahya Sinwa, thủ lĩnh Hamas tại giải Gaza, trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết, lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF đang tiến quân từ phía nam lẫn phía bắc Gaza City và đã vào được khu vực đô thị. Chúng tôi đang chia nhỏ từng tiểu đoàn của Hamas, ông Gallant nói. Theo ông Gallant, thì nhà lãnh đạo Hamas phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10. Chúng tôi sẽ truy tìm Sinwa và hạ ông ta. Bộ trưởng Gallant tuyên bố, đề cập tới thủ lĩnh Hamas tại giải Gaza. Nếu dân Gaza tìm ra ông ta trước chúng tôi, cuộc chiến sẽ sớm chấm dứt. Israel gọi ông Sinwa và Mohamed Deif, nhà lãnh đạo cánh vũ trang của Hamas, là mục tiêu hàng đầu. Một số nguồn tin cho biết hai người này đang ẩn náu trong hệ thống hầm ngầm được Hamas xây dựng để chống lại các đợt tập kích dữ dội nhằm vào giải Gaza mà Israel đang thực hiện. IDF ngày 4 tháng 11 đẩy mạnh tiến công tại miền bắc giải Gaza, bộ binh và xe tăng Israel nhiều lần bị các tay súng Hamas phục kích. Quân đội Israel không kích khoảng 120 mục tiêu tại giải Gaza, trong đó có các khu phức hợp của Hamas cùng nhiều vị trí phóng tên lửa chống tăng. Hamas cùng ngày phóng nhiều rocket vào Sderot và Ashkelon, hai thành phố nằm gần giải Gaza. Nhóm này thông báo phóng một rocket Asia 250 có tầm bắn 250 km nhắm vào Eilat, thành phố cực nam của Israel. IDF tuyên bố tổ hợp phòng không Arrow đã hạ quả đạn này. IDF mở rộng hoạt động quân sự trên bộ tại giải Gaza từ ngày 27 tháng 10. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF ngày 2 tháng 11 tuyên bố, bộ binh Israel đã bao vây hoàn toàn Gaza City thành phố lớn nhất tại giải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói, nước này không đồng ý tạm ngừng bắn theo lời kêu gọi của Mỹ và nhiều bên nếu Hamas chưa thả con tin tại giải Gaza, cũng như không cho phép đưa nhiên liệu và phản đối chuyển tiền tới đây. Chuyển sang một số tin tức về tình hình chiến sự tại Ukraine. Phương Tây và Ukraine trao đổi về điều khoản đàm phán hòa bình với Nga. Thưa quý vị, NBC dẫn một số nguồn thạo tin, ngày 4 tháng 11 cho biết, các quan chức của Mỹ và châu Âu đã thảo luận với chính phủ Ukraine về những điều khoản có thể có trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga nhằm chấm dứt xung đột. Các thông tin trên cho biết, cuộc thảo luận bao gồm việc phát thảo rộng rãi về những gì Ukraine có thể phải từ bỏ để đạt được một thỏa thuận với Nga. Theo NBC, cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh mỹ và châu âu lo ngại xung đột đang rơi vào tình thế bế tắc trong khi phương tây ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp tục viện trợ cho ukraine tuy nhiên khi phản hồi về thông tin của nbc tổng thống ukraine tái khẳng định lập trường rằng hiện giờ không phải là lúc để đàm phán với nga ông cũng phủ nhận việc phương tây đang gây sức ép buộc ông phải thực hiện điều này mọi người đều hiểu rõ lập trường của tôi và đây cũng là lập trường chung của người dân ukraine Hiện giờ không có bất cứ ai gây sức ép buộc tôi phải đàm phán, kể cả các nhà lãnh đạo của Mỹ và EU. Đối với chúng tôi, việc ngồi xuống và đàm phán với Nga ở thời điểm hiện tại sẽ không xảy ra. Ông Zelensky khẳng định trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen tại Kiev. Ukraine nhiều lần tuyên bố mục tiêu của nước này là giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, trong đó có cả bán đảo Crimea, và sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi để lùi hoàn toàn quân đội Nga. Nga hiện đang kiểm soát 17,5% diện tích lãnh thổ của Ukraine. Nước Nga sắp bị chia cắt từ bên trong Quý vị thân mến, cố vấn cho người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine chắc chắn rằng sẽ có những cuộc tàn sát chống Nga ở Liên bang Nga. Nga gần như bị xé nát từ bên trong. Mikhail Podolyak, cố vấn cho người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, vào tháng 6 năm nay, bạn và tôi đã xem chiến dịch của Prykotin chống lại Moscow. Chúng ta đã thấy hệ thống phân cấp theo chiều dọc kém hiệu quả như thế nào. Mới gần đây, bạn và tôi đã chứng kiến những sự kiện ở Makashkala cho thấy sự sụt bái và bạo lực chiếm ưu thế như thế nào ở Nga. Nó có thể nhanh chóng chia cắt cả đất nước như thế nào. Tôi không nghi ngờ gì rằng sẽ có những cuộc tàn sát chống Nga ông Podolyak lưu ý. Theo ông, ngay khi có cảm giác bên trong nước Nga sắp sụp đổ, sẽ có rất nhiều xung đột nội bộ, và điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông Podolyak cũng giải thích lý do tại sao Ukraine sẽ không đàm phán với Liên bang Nga và cho biết làm thế nào đất nước Ukraine có thể cùng tồn tại trong tương lai với một nước láng giềng hung hãn như vậy. Và cách duy nhất để Ukraine và các nước vùng Baltic tồn tại là đánh mất hệ thống chính trị hiện tại của Nga, tầng lớp ưu tú này phải bị phá bỏ và phải được xây dựng lại thành một loại hình dân chủ yếu kém, hư cỡ nào đó. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng chưa thể có nền dân chủ bắt nguồn từ Nga. Và khi giới thượng lưu trong chế độ tổng quân của Putin bị phá bỏ, thì chúng ta sẽ có thể xây dựng một số loại quan hệ song phương. Mỹ bí mật chuyển thiết bị cực mạnh cho Ukraine để chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga Thưa quý vị, trong các bức ảnh chụp cuộc gặp của Tổng thống Zelensky với quân đội, nhân ngày lực lượng công binh, người ta nhìn thấy một chiếc xe Assault Breacher nặng 55 tấn được thiết kế trên xe tăng Abrams M1 của Mỹ. Nó có khả năng vượt qua các bãi mìn của đối phương, dọn đường cho bộ binh và các thiết bị khác tiến lên. Tạp chí Force đưa tin về điều này. Các nhà báo của ấn phẩm lưu ý rằng Hoa Kỳ chưa công bố việc chuyển giao những phương tiện này cho lực lượng vũ trang Ukraine và số lượng chúng thuộc quyền sử dụng của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn là một bí mật. Assault Breacher có giá là 4 triệu đô la Mỹ, tổ lái của nó bao gồm hai người. Xe bọc thép này cũng có thể dùng cả máy cày của mình để kích nổ mình chôn dưới đất, cũng như lớp chiến hào của địch, đồng thời để lại những dấu vết về đường đi an toàn để tấn công. Trong khi đó, mức độ bảo vệ cho tổ lái là rất cao, vì Assault Breacher là một trong những phương tiện ra phá bom mìn an toàn nhất trên thế giới. Các nhà quân sự Mỹ lưu ý rằng, với những sự hỗ trợ của phương tiện này, các đơn vị quân đội có thể vượt qua những bãi mìn nhanh hơn ít nhất 10 lần so với khi đi cùng với lính đặc công đi bộ. Assault Breacher còn được trang bị các bệ phóng có điện tích để phá mình từ xa ở khoảng cách là hàng trăm mét. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì HTD News dài kỳ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.